kết hôn 8 năm nhưng Đan Trường không đeo nhẫn cưới, lý do vì sao? Hóa ra ca sĩ Đan Trường không chịu đeo nhẫn cưới sau khi kết hôn là vì lý do này. Đan Trường cùng bà xã doanh nhân chung sống với nhau gần một thập kỷ. Và sáng ngày 18 tháng 7, bà xã của nam ca sĩ bất ngờ thông báo cặp đôi đã quyết định đường ai nấy đi sau 8 năm mặn nồng bên nhau. Chia sẻ như sau. Sau tất cả những nỗ lực, Tiên và anh Trường đều không thể lấp đầy những khác biệt trong suy nghĩ và cuộc sống của cả hai. Nếu cứ cố gắng níu kéo khi không có được tiếng nói chung thì cuộc sống vợ chồng không thể nào xây dựng nên được một mái ấm hạnh phúc, một gia đình đúng nghĩa. Trong khoảng thời gian hai người chung sống, người hâm mộ nhiều lần phát hiện anh Bo không đeo nhẫn cưới. Chính điều này đã dấy lên nghi vấn liệu cặp đôi có thực sự hạnh phúc như vẻ bề ngoài hay không. Giọng ca đau xót Lý Con Cua từng thẳng thắn bày tỏ quan điểm trước sự việc này. Theo đó anh chia sẻ như sau. Tôi nghĩ đó là chuyện rất cá nhân. Tôi đeo nhẫn cưới hay không, nó không ảnh hưởng tới bất cứ ai. Nhẫn cưới chỉ là một tín vật chứng minh ta là người đã có gia đình. Bản thân tôi thì thấy mình không cần chứng minh điều đó. Đám cưới của tôi, thành thật mà nói, không chỉ người Việt Nam hay gia đình ở Mỹ, các fan ở châu Âu, châu Úc đều biết tường tận qua báo chí hoặc qua trang cá nhân của tôi rồi. Thế thì bạn thử nói xem việc tôi có đeo nhẫn hay không, đeo quan trọng không? Hơn nữa từ nhỏ tôi không hợp đeo nhẫn, cứ đeo vào là tay ngứa ran. Bà xã tôi hiểu điều đó vì chúng tôi quen nhau đã lâu rồi, nên cô ấy cũng không làm khó chồng. Đan Trường nói thêm, dù đã có gia đình tuy nhiên anh vẫn đi hát và cống hiến hết mình cho người hâm mộ. Ca sĩ Đan Trường vốn được biết đến rất nhiều khán giả mến mộ anh qua chất giọng ngọt ngào cùng vẻ ngoài điển trai, khiến nhiều fan girl mê mệt anh. Quyết định kết hôn với bà xã kém 10 tuổi của Đan Trường vấp phải ý kiến trái chiều từ khán giả. Nhiều người cho rằng Thủy Tiên không xứng đáng với hoàng tử vơ bóp. Hiện thông tin ca sĩ Đan Trường và bà xã ni dị thu hút sự quan tâm và bàn tán từ phía cộng đồng mạng. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.